Hương Giang xin lỗi Lâm Khánh Chi và chỉ được đáp gọn hai chữ OK em. Hương Giang và Lâm Khánh Chi được coi là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng LGBT. Mối quan hệ của đôi chị em Hương Giang Lâm Khánh Chi quả là một vũ trụ switch vì đưa thánh hóng đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Sau 5 năm, nước sông không phạm nước giếng, Hương Giang bất ngờ hội ngộ Lâm Khánh Chi trong một sự kiện hồi tháng 10 năm 2020. Sẽ không có gì đáng bàn cãi nếu hoa hậu chuyển giới không có hành động được cho là thiếu tinh tế. Chuyện là trước hàng trăm khán giả và khách mời, Hương Giang đã gọi Lâm Khánh Chi là chị Khanh, tên thật trước khi chuyển giới của đàn chị. Sau khi nhận bão chỉ trích từ cộng đồng mạng, Hương Giang đã chủ động nhắn tin dài để xin lỗi. Khi đó, bạn gái Mạch Liêu khẳng định không có ý gì xấu mà do luống cuống nên gọi nhầm tên đàn chị. Em nghĩ điều đầu tiên em cần làm là xin lỗi vì đã gọi nhầm tên của chị. Rất lâu rồi em không nhắc tên chị, thật lòng lúc đó em luống cuống chỉ muốn cho báo chí thấy quan hệ của em và chị không căng thẳng như thế. Trong tích tắc, em đã gọi nhầm, em xin lỗi chị nhiều, em không bao giờ cố ý một chuyện như vậy đâu, hy vọng chị đọc được tin nhắn của em. Mặc dù Hương Giang đã soạn tin nhắn dài, nhưng Lâm Khánh Chi chỉ đáp lại hai từ, OK em. Cách trả lời của Lâm Khánh Chi khiến nhiều người cho rằng cô đang bằng mặt không bằng lòng sau khi nhận lời xin lỗi từ Hương Giang. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Lâm Khánh Chi đã viết status hết lời khen ngợi nữ hoàng chuyển giới để chứng minh tình chị em không căng thẳng như lời đồn. Nói về chuyện bị gọi là chị Khanh tại sự kiện lớn, Lâm Khánh Chi từng lên tiếng, tôi đang hạnh phúc, viên mãn trong tình yêu nên không quan tâm chuyện Hương Giang nói nhầm hay có cố ý. Nhỏ nhặt làm gì với những lời nói đó, dù Hương Giang cố ý, chị cũng thấy bình thường và mỉm cười. Bản thân chị luôn muốn chị em vui vẻ với nhau. Khi xuất hiện tại sự kiện thì mỗi người có vai trò riêng nên không nói chuyện với nhau. Nhưng thật sự thì 5-6 năm nay chúng tôi đã không nói chuyện nên giờ cũng không biết bắt đầu từ đâu và bàn về chuyện gì nên tốt nhất là không nói. Người đẹp nói thêm, bé Giang muốn kêu là Lâm Khánh Chi hay chị Khanh gì cũng được. Nhưng nên đặt trường hợp một ngày nào đó Hương Giang bị người khác kêu tên thật của mình, em ấy sẽ hiểu cảm giác của tôi. Vào năm 2016, Lâm Khánh Chi và Hương Giang đã xảy ra cuộc khẩu chiến căng như dây đàn. Thời điểm đó, công chúa chuyển giới đã tung đoạn ghi âm để tố Hương Giang dùng ngôn ngữ chợ búa sắc láo để xúc phạm và mỉa mai cô. Không chịu ngồi yên, nữ hoàng chuyển giới cũng lên tiếng phủ nhận và thông báo sẽ kiện ngược đàn chị. Mặc dù lúc đó chưa biết thực hư thế nào, nhưng fan của Hương Giang đã tấn công Lâm Khánh Chi rất dữ dội, khiến cô phải lên tiếng đầy bức xúc. Tôi chưa thấy khán giả của ai như khán giả của Hương Giang. Tụi đó chửi khiến tôi từng phải đắp mền khóc trong phòng một mình, chửi không còn một cái gì hết. Cách đây không lâu, thông tin Hương Giang mời đàn chị Lâm Khánh Chi đảm nhận vai trò giám khảo trong đêm thi quan trọng nhất được dư luận đặc biệt quan tâm. Trên trang cá nhân, dòng ca tình cờ gặp nhau cũng chia sẻ lại bài viết này kèm dòng trạng thái. Hẹn gặp cả nhà như một cách xác nhận. Chưa dừng lại ở đó, trong live stream, Lâm Khánh Chi cũng chia sẻ. Tôi đâu có chuyên môn làm giám khảo đâu, tôi tham gia cho vui, ủng hộ cộng đồng LGBT, cho các bạn và cho Hương Giang để cô ấy làm chương trình thành công tốt đẹp thôi. Đồng thời khi được hỏi về mối quan hệ với Hương Giang, Lâm Khánh Chi thẳng thắn. Đâu có gì đâu, chị em qua xong rồi thôi, tôi là người không có để lòng, tôi là đàn chị. Nếu như Hương Giang ngỏ lời thì tôi nhận lời. Chương trình của cộng đồng LGBT mời thì tôi sẽ tham gia thôi, đâu có gì mà giận. Chuyện đã qua rồi, mình nên khép lại đi. Sau đó, Lâm Khánh Chi đã đăng tải bức ảnh chụp cùng Hương Giang trên sân khấu kèm theo những dòng chia sẻ rất thú vị. Lâm Khánh Chi viết, tối qua là một đêm nhiều cảm xúc với Khánh Chi khi chứng kiến sự tỏa sáng của các em thí sinh xinh đẹp và tài năng. Khánh Chi rất hãnh diện vì điều đó. Chúc mừng em gái Hương Giang đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa và chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ hiện tại của hai người đẹp chuyển giới sau khi họ từng vướng ồn ào mâu thuẫn. Một tài khoản bình luận, em rất vui vì đã thấy hai chị như vậy. Những năm trước khi biết hai chị mâu thuẫn, em không bên ai, không trách ai, mà chỉ mong hai chị vui vẻ như trước. Mong cả hai sẽ hợp tác và cùng cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng LGBT. Em thật sự cảm thấy vui khi hai chị bình thường trở lại. Một người xem chia sẻ. Khán giả khác cho hay, Khánh Chi, em cao thượng đúng nghĩa đàn chị. Mong cộng đồng LGBT đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Mong em và Giang có nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.